Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình học và giải các bài tập có trong bài 16 Em làm được những gì? Bài học của chúng mình có ở trang 43, sách giáo khoa toán lớp 5, tập 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Bây giờ sẽ là các bài tập có trong tiết luyện tập đầu tiên. Một la mã, luyện tập. Bài 1. Năm 2020, diện tích trồng các loại cây của nước ta là 14.487.400 ha. Phần A, đọc số đo diện tích trên. Để đọc số đo diện tích thì chúng ta sẽ đọc phần số trước, sau đó kèm theo đơn vị đo diện tích ở phía sau. Số đo diện tích sẽ được đọc là 14.487.400 hecta. Phần B. Viết số đo diện tích trên theo đơn vị km vuông. Vì 1 hecta thì sẽ bằng 1 phần 100 km vuông, nên 14.487.400 hecta sẽ bằng 14.487.400 phần 100. Km vuông và sẽ bằng 144.874 km vuông. Bài 2. Quan sát hình bên, phần A thay dấu hỏi chấm bằng phân số thích hợp. Phần A, thay dấu hỏi chấm bằng phân số thập phân thích hợp đã tô màu bao nhiêu tờ giấy? Quan sát và hình vẽ thì chúng ta thấy rằng ở đây có hai tờ giấy và mỗi tờ giấy thì được chia thành 100 ô vuông bằng nhau. Phân số chỉ số phần tô màu sẽ có tử số là số phần được tô màu và mẫu số là tổng số phần bằng nhau. Vậy thì chúng ta thấy rằng tờ giấy đầu tiên đã được tô màu cả 100 ô vuông. Vậy chúng ta sẽ có 100 phần 100 cộng với tờ giấy thứ hai. Tờ giấy thứ hai đã tô màu 47 ô vuông. Vậy chúng ta sẽ có phân số là 47 phần 100. 100 phần 100 cộng 47 phần 100 sẽ bằng 147 phần 100. Vậy là đã tô màu 147 phần 100 tờ giấy. Phần B. Viết phân số thập phân ở câu A dưới dạng hỗn số, nêu phần nguyên, phần phân số của hỗn số đó. Để chuyển một phân số thành hỗn số, chúng ta sẽ làm như sau. Lấy tử số chia cho mẫu số, thương tìm được là phần nguyên. Viết phần nguyên kèm theo một phân số có tử số là số dư, mẫu số là số chia. 147 chia 100 sẽ bằng 1 và dư 47. Vậy chúng ta có 147%. Sẽ bằng 1 và 47 phần 100.
Hỗn số 1 và 47% có phần nguyên là 1, phần phân số là 47%. Bài 3. Thay dấu hỏi chấm bằng hỗn số thích hợp. Để tìm được số thích hợp điền vào vị trí dấu hỏi chấm, chúng ta cần áp dụng cách đổi, đó là 1 hecta thì sẽ bằng 1 phần 100 km vuông, 1 mét vuông bằng 1 phần 10.000 hecta. Phần A, 631 hecta sẽ bằng 631 phần 100 km vuông. Sáu trăm ba mươi mốt chia 100 sẽ bằng 6 và dư 31, nên chúng ta sẽ viết được thành hỗn số là 6 và 31 phần 100 km vuông. 85.000 mét vuông sẽ bằng 85.000 chia 10.000 hecta. Tám mươi lăm nghìn chia 10.000 bằng 85.000 chia 10.000. 85.000 chia 10.000 sẽ bằng 8 và dư 5.000, nên chúng ta sẽ viết được thành hỗn số là 8 và 5.000 phần 10.000 hecta. Tức là bằng 8 và 1 phần 2 hecta. Bài 4. Câu nào đúng, câu nào sai? Xét câu A. Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn 1. Chúng ta biết rằng phần phân số của hỗn số sẽ có phần tử số là số dư và mẫu số là số chia, nên phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn 1 là một câu đúng. Phần B, 315 mm vuông sẽ bằng 31 và 5 phần 10 cm vuông. Chúng ta sẽ áp dụng cách đổi, đó là 1 mm vuông thì sẽ bằng 1 phần 100 cm vuông. Khi đó chúng ta có 315 mm vuông thì sẽ bằng 315 phần 100 cm vuông, và sẽ bằng 3 và 15 phần 100 cm vuông, chứ không phải là bằng 5 phần 10 cm vuông. Vậy câu B là một câu sai. Bài 5. Bài 5 yêu cầu đặt tính rồi tính. Vậy khi đặt tính rồi tính, đối với phép cộng, phép trừ và phép nhân, chúng ta sẽ tính lần lượt từ phải sang trái. Còn đối với phép chia thì chúng ta sẽ chia lần lượt từ trái sang phải. Phần A là một phép tính cộng. 5 cộng 4 bằng 9, viết 9.
8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 4 cộng 0 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6, hạ 1, viết 1. 122.485 cộng 38.074 bằng 160.559. Phần B là một phép tính trừ. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. 7 trừ 2 bằng 5, viết 5. 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. 207.186 trừ 42.053 bằng 165.133. Phần C là phép tính nhân. 2 x 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 x 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1. 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 2 x 1 bằng 2, viết 2. 8 x 8 bằng 64, viết 4 nhớ 6. 8 x 0 bằng 0, thêm 6 bằng 6, viết 6. 8 x 5 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 8 x 4 bằng 32, thêm 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 8 x 1 bằng 8, thêm 3 bằng 11, viết 11. Hạ 6, viết 6. 1 cộng 4 bằng 5, viết 5. 0 cộng 6 bằng 6, viết 6. 9 cộng 0 bằng 9, viết 9. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. Hạ 1, viết 1. Hạ 1, viết 1. 14.508 nhân 82 bằng 1.189.656. Cuối cùng là một phép tính chia. 61 chia 42 được 1, viết 1. 1 nhân 42 bằng 42. 61 trừ 42 bằng 19. Hạ 7 được 197. 197 chia 42 được 4, viết 4. 4 nhân 42 bằng 168. 197 trừ 168 bằng 29. Hạ 6 được 296. 296 chia 42 được 7, viết 7. 7 nhân 42 bằng 294. 296 trừ 294 bằng 2. Hạ 9 được 29. 29 chia 42 được 0, viết 0. Hạ 4 được 294. 294 chia 42 được 7, viết 7. 7 nhân 42 bằng 294. 294 trừ 294 bằng 0. Vậy 617.694 chia 42 bằng 14.707. Bài 6. Tính bằng cách thuận tiện. Với bài tập này thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng và phép nhân. Ngoài ra chúng ta cũng cần áp dụng thêm công thức, đó là A nhân B cộng A nhân C sẽ bằng A nhân mở ngoặc B cộng C để làm. Phần A chúng ta có 250 nhân 8 nhân 125 nhân 40. Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân, chúng ta sẽ có biểu thức sẽ bằng mở ngoặc 250 nhân 40 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 8 nhân 125 bằng 250 nhân 40 bằng 10.000 nhân 8 nhân 125 bằng 1.000. 10.000 nhân 1.000 bằng 10 triệu.
Phần B. Biểu thức phần B sẽ bằng mở ngoặc 1/4 cộng 6/8 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 11/10 cộng 9/10 đóng ngoặc bằng 1/4, chúng ta có thể viết thành 2/8 cộng 6/8 đóng mở ngoặc cộng 11/10 cộng 9/10 bằng 2/8 cộng 6/8 bằng 8/8. 8/8 chính là bằng 1. Cộng 11/10 cộng 9/10 bằng 20/10. 20/10 chính là bằng 2. 1 cộng 2 bằng 3. Phần C. Biểu thức phần C sẽ bằng mở ngoặc 7/8 nhân 8/7 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 4 nhân 1/4 đóng ngoặc bằng 7/8 nhân 8/7 bằng 1 nhân 4 nhân 1/4 cũng bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. Cuối cùng là biểu thức của phần D. Biểu thức phần D sẽ bằng, chúng ta sẽ rút 4/9 ra ngoài. Nhân mở ngoặc, tích riêng thứ nhất còn lại 1/9. Cộng tích riêng thứ hai còn lại 8/9. Bằng 4/9. Nhân 1/9 cộng 8/9 bằng 9/9. 9/9 chính là bằng 1. 4/9 nhân 1 vẫn bằng 4/9. Bài 7. Bài tập số 7 yêu cầu chúng ta điền số. Với bài tập này, chúng ta phải xác định xem là số chúng ta cần tìm đóng vai trò là số gì ở trong phép cộng hoặc phép trừ. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào quy tắc tìm các số đó để có thể tìm được số thích hợp điền vào vị trí dấu hỏi chấm. Phần A. Số cần tìm ở phần A đóng vai trò là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 3/2 trừ 2/5 bằng 15/10 trừ 4/10 bằng 11/10. Vậy số cần điền vào vị trí dấu hỏi chấm sẽ là phân số 11/10. Phần B, số cần tìm ở phần B đóng vai trò là số trừ. Muốn tìm số trừ, chúng ta sẽ lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. 2/3 trừ 1/2 bằng 4/6 trừ 3/6 bằng 1/6. Vậy phân số cần điền là phân số 1/6. Bài 8. Chọn ý trả lời đúng. Phần A. Trên bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000, quãng đường từ thành phố Kon Tum đến tỉnh Đắk Nông dài 31 cm. Độ dài thật của quãng đường này là bao nhiêu? Vì đề bài cho chúng ta biết là tỷ lệ bản đồ là 1:1.000.000, nên để tìm được độ dài thật, chúng ta sẽ lấy độ dài trên bản đồ và nhân với 1.000.000.
sau đó đổi kết quả vừa mới tìm được sang đơn vị là km. Cụ thể chúng ta sẽ có độ dài thật của quãng đường là trên bản đồ, quãng đường có độ dài 31 cm nên chúng ta lấy 31 nhân 1 triệu bằng 31 triệu cm. Thì sẽ bằng 310 km. Vậy với phần A, đáp án đúng sẽ là đáp án D, 310 km. Phần B, quãng đường từ thành phố Pleiku đến thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 180 km, thể hiện trên bản đồ với tỷ lệ 1 chia 5 triệu thì ứng với độ dài là bao nhiêu? Độ dài trên bản đồ thì sẽ bằng độ dài thật chia cho tỷ lệ, mà đề bài lại cho chúng ta biết là bản đồ có tỷ lệ 1 chia 5 triệu, nên chúng ta sẽ lấy độ dài thật chia 5 triệu. Bước đầu tiên, chúng ta cần đổi 180 km sang đơn vị là mm. Chúng ta có 180 km thì sẽ bằng 180 triệu mm. Khi đó độ dài trên bản đồ là một trăm tám mươi triệu chia năm triệu bằng 36 mm. Vậy với phần B này, đáp án đúng sẽ là đáp án A, 36 mm. Bài 9. Bài 9 yêu cầu chúng ta điền số. Một cửa hàng nhập về 120 kg đường và sữa bột. Khối lượng đường nhiều hơn sữa bột là 60 kg. A. Cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg đường và bao nhiêu kg sữa bột? Đề bài cho chúng ta biết là cửa hàng đã nhập về 120 kg đường và sữa bột, nghĩa là chúng ta có tổng là 120 kg. Khối lượng đường nhiều hơn sữa bột là 60 kg, tức là hiệu sẽ là 60 kg. Đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Hai số cần tìm đó là số bé đóng vai trò là khối lượng của sữa bột và số lớn sẽ đóng vai trò là khối lượng của đường. Chúng ta sẽ đi tìm khối lượng của đường trước. Vì khối lượng của đường đóng vai trò là số lớn, nên chúng ta sẽ lấy tổng cộng hiệu và chia cho 2. 120 cộng 60 đóng mở ngoặc chia 2 bằng 120 cộng 60 bằng 180. 180 chia 2 bằng 90. Kilogram. Tiếp theo là khối lượng của sữa bột. Khối lượng của sữa bột thì sẽ bằng 90 trừ 60 và bằng 30 kg.
Vậy chúng ta có cửa hàng đã nhập về 90 kg đường và 30 kg sữa bột. Phần B. Cửa hàng đóng gói đường và sữa bột vào các túi. Mỗi túi đường có 1/2 kg đường. Mỗi túi sữa có 1/4 kg sữa bột. Lượng hàng nhập về đã đóng gói được bao nhiêu túi đường và bao nhiêu túi sữa? Số túi đường thì sẽ bằng số kg đường đã nhập về chia cho số kg đường trong mỗi túi. Tương tự thì số túi sữa sẽ bằng số kg sữa bột đã nhập về chia cho số kg sữa bột trong mỗi túi. Ta có số túi đường sẽ bằng 90 kg đã nhập về 90 kg đường mà mỗi túi đường có 1/2 kg đường nên chúng ta lấy 90 chia 1/2 và bằng 180 túi. Số túi sữa cửa hàng nhập về 30 kg sữa bột mà mỗi túi sữa thì có 1/4 kg sữa nên chúng ta lấy 30 chia 1/4 và bằng 120 túi. Vậy lượng hàng nhập về đã đóng gói được 180 túi đường và 120 túi sữa. Bài 10. Một con cá nặng 2 kg 400 g gồm đầu, thân và đuôi. Cả thân và đuôi nặng gấp 3 lần đầu cá. Thân cá nặng bằng 5/3 đầu cá, tính khối lượng thân cá. Với bài tập này, đầu tiên chúng ta sẽ đổi 2 kg 400 g sang đơn vị là gam. Sau đó chúng ta sẽ vẽ sơ đồ. Đầu tiên chúng ta cũng cần phải đi tìm tổng số phần bằng nhau, sau đó là tìm giá trị của một phần. Đề bài chỉ yêu cầu chúng ta đi tìm khối lượng của thân cá, nên chúng ta sẽ lấy giá trị của một phần nhân với số phần của thân cá là 5 phần. Tổng số phần bằng nhau là 4 cộng 5 cộng 3 bằng 12 phần. Khối lượng thân cá là 2400 chia 12. Nhân với số phần của thân cá là 5 phần bằng 1000 g. Đáp số 1000 g. Tiếp theo sẽ là bài tập ở trong phần đất nước em. Bài 1. Nhà rông là một trong những nét văn hóa đặc trưng nổi bật của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên. Đây là nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng của buôn làng. Một nhà rông cao 18 m, một tòa nhà 2 tầng cao 7 m, 20 cm. Tỷ số chiều cao của tòa nhà và nhà rông là bao nhiêu? Để tìm được tỷ số chiều cao của tòa nhà và nhà rông, chúng ta cần đổ các số đo về cùng một đơn vị.
Sau đó chúng ta sẽ lấy chiều cao của tòa nhà 2 tầng chia cho chiều cao của nhà dông thì sẽ tìm được tỉ số. Đổi 7 m 20 cm. Bằng 720 cm. 18 m bằng 1800 cm. 8 m. Tỉ số chiều cao của tòa nhà và nhà rông là 720 chia 1800. Bằng 2 chia 5. Hay chúng ta có thể viết thành 2/5. Bài 2. Quan sát bảng số liệu và biểu đồ dưới đây. Chúng ta có bảng số liệu về diện tích của một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên năm 2021. Bảng gồm có hai hàng. Hàng thứ nhất là tên các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Hàng phía dưới là diện tích được tính theo đơn vị là hecta. Phía dưới chúng ta có một biểu đồ cột thể hiện diện tích của một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên năm 2021. Phần A, hoàn thiện biểu đồ trên. Với phần A này thì chúng ta sẽ quan sát thật kỹ vào bảng số liệu ở trên để có thể tìm được tên cũng như là các số thích hợp điền vào vị trí của dấu hỏi chấm. Cột đầu tiên chúng ta thấy ứng với số là số 967.730. Đây chính là diện tích của tỉnh Kon Tum. Vậy chúng ta sẽ viết tên tỉnh Kon Tum ở phía dưới. Tiếp theo là tỉnh Gia Lai. Diện tích của tỉnh Gia Lai là 1.551.010 ha. Chúng ta sẽ viết số 1.551.010. Tiếp theo diện tích 1.307.040, đây là diện tích của tỉnh Đắk Lắk. Cuối cùng, tỉnh Đắk Nông có diện tích là 650.930 ha. Phần B. Tỉnh nào có diện tích lớn nhất? Quan sát vào biểu đồ cột thì chúng ta thấy rằng cột cao nhất sẽ tương ứng với tỉnh có diện tích lớn nhất, đó chính là tỉnh Gia Lai. Tỉnh có diện tích lớn nhất là Gia Lai. Phần C. Tỉnh nào có diện tích bé nhất, cột thấp nhất? Tương ứng với tỉnh có diện tích bé nhất đó chính là tỉnh Đắk Nông. Tỉnh có diện tích bé nhất là Đắk Nông.
Tỉnh có diện tích lớn nhất hơn tỉnh có diện tích bé nhất bao nhiêu hecta? Chúng ta sẽ lấy diện tích của tỉnh Gia Lai trừ đi diện tích của tỉnh Đắk Nông để có thể tìm được câu trả lời. Tỉnh có diện tích lớn nhất hơn tỉnh có diện tích bé nhất là... Một triệu 551.010. Trừ 650.930. Bằng 900.080 hecta. Vừa rồi là nội dung của bài tập số 2 có trong phần đất nước em. Đây cũng là bài tập cuối cùng có trong bài 16, em làm được những gì? Hy vọng rằng các em đã có một giờ học bổ ích. Chúng mình hãy tiếp tục truy cập vào trang web loidaihay.com để theo dõi các bài giảng chi tiết khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào những video bài giảng tiếp theo.